Ai vừa gom 400 tấn vàng? Vàng thường được coi là tài sản an toàn trong những thời điểm kinh tế bất ổn. Theo Hội đồng Vàng Thế giới, trong quý 3 năm 2022, các ngân hàng trung ương đã thu mua một lượng vàng lớn kỷ lục. Con số này lên đến gần 400 tấn vàng, tăng gấp 4 lần so với một năm trước đó và là mức cao nhất kể từ năm 1967. Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Qatar nằm trong nhóm những tổ chức đã mua vàng trong thời gian gần đây. Đồng thời Trung Quốc và Nga cũng dự kiến mua thêm vàng nhưng không báo cáo công khai. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, người dân mua vàng để tránh lạm phát, lượng mua vàng miếng và tiền xu tại nước này tăng vọt lên 46,8 tấn trong quý 3, tăng hơn 300% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, một số thương vụ khác đến nay vẫn chưa được công bố danh tính người mua và được hội đồng vàng thế giới cho biết, dù không phải hiếm nhưng lại là những giao dịch ước tính có giá trị lớn đáng kể không phải tất cả các quốc gia đều thông báo về việc mua vàng thường xuyên, kể cả những nước lớn như Trung Quốc và Nga. Hội đồng vàng thế giới cho hay, không phải tổ chức lớn nào cũng công khai về việc nắm giữ vàng hoặc có thể họ sẽ đưa ra thông báo sau. Chúng tôi không loại trừ trường hợp những thương vụ mua thêm vàng mà không báo cáo. Tổng cộng nhu cầu vàng của thế giới lên tới 1.181 tấn trong quý 3, tăng 28% so với mức 922 tấn vào cùng kỳ năm 2021 đánh giá của hội đồng vàng thế giới nhu cầu vàng của thế giới kể từ đầu năm đã vượt mức nhu cầu trước đại dịch nhờ nhu cầu về đồ trang sức vàng miếng và vàng su tăng lên cũng như lượng mua đều đặn từ các ngân hàng trung ương hội đồng vàng thế giới dự báo tổng đầu tư vàng trong năm nay sẽ giảm xuống do nhu cầu từ quỹ hoán đổi danh mục và thị trường giao dịch phi tập trung thấp hơn bất chấp các giao dịch bán lẻ tăng mạnh